Dạ vâng, em xin chào tất cả các bác. Hôm nay em sẽ giới thiệu qua với các bác những cái mặt hàng mà bên em đang còn nhé. Hiện tại em đã có bộ Bo Control Spray, em đang thử test này các bạn. Em đang test này, em sẽ làm một cái video để hướng dẫn sử dụng cái bộ Bo Control Spray này riêng nhé các bác nhé. Trước em cũng giới thiệu qua một đoạn này, đây em đang test các tín hiệu in out vào với nó này. Thì em xin giới thiệu qua một vòng những cái sản phẩm bên em còn hàng. Bộ này là Bo 101 IT Full Box. Thì các bác cũng đã biết rồi, giá em xin báo lại là 4.800.000. Trên đây là bộ Bo 101MM, giá 2.900.000 ạ. Tiếp đến đây là một bộ Bo 101 SD, giá 3.500.000. Một bộ Bo 101MM trùng cặp liền số Sergi, giá 3.350.000. Một cặp Bo 161, cặp Bo 161 thì cũng rất lâu rồi em mới về được cặp Bo 161 này nha các bạn nhé. Bo 161 này giá là 3.150.000, có bao kèm cái chân giá treo này rồi nha các bạn nhé. 3.150.000 kèm chân giá treo. Tiếp đến ở trên này, con này em đã có với cái video quay test ở trên kênh của em rồi. Bo Roommate Series 2 các bác nhé. Bo Roommate Series 2 liền công suất giá là 3.700.000 ạ. Giá đã bao ship. Một bộ Bo MediaMate Series 2 dòng loa computer 2.0, giá là 2.650.000. Một cặp và Bo Cube, Bo Cube for Sony, giá bao kèm gồm cả cái chân giá của nó là giá là 2.150.000. Em lại sale cái cặp này nha các bác nhá. Giá 2.150.000. Bo Soundlink Mobile Series 2 full box, giá là con này là 3.900.000 rồi. Này, em nhớ không nhầm, con này là 3.900.000 ạ. Series 2 3.900.000 ạ. Một con Bo Soundlink Mobile Series 3. Bo Soundlink Mobile Series 3 nó bị một vết ở đây này. Đấy, em quay sát này các bạn sẽ thấy. Đấy, Bo Soundlink Mobile Series 3. Giá là 4.300.000 nha các bạn nhá. Đây số series của con này đấy ạ, là 181AE nha các bạn nhá. Giá 4.200.000. Còn mấy con này thì em chưa test được. Con nào test được thì em sẽ báo. Một bộ đây ạ, Bo Companion 2 Series 2 không bóc, giá là 2.150.000. 2.150.000 nữa các bác nhá. Và em có một con Bo Soundlink Revo Plus. Con này là Revo Plus 1 nha các bác nhá. Giá là 4.600.000 các bác nhá. Giá là 4.600.000 con này nhá. Đấy ạ, thì ở đắây em đang cắm để test hai con Bo Soundlink hoặc Tivo. Em đang có ba con Bo Soundlink hoặc Tivo nha các bác nhé. Thì em test được thì em sẽ nên rõ chi tiết cho các bác. Và đây là cái bộ Bo Control Spray, em đang test bộ Bo Control Spray này các bác này. Đây em đang test bộ Control Spray này. Tín hiệu in out này. 1 in 8 out. Em lấy 1.800.000. Thì bác nào có yêu thích món nào thì xin mời liên hệ với em qua số điện thoại 0916507222. Em ở khu đô thị Thanh Hà, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Em đang còn mấy con Bo Soundlink Mobile nhá. Em đang test pin ở bên phòng bên. Em có phải vứt vào một trong phòng để em mở nên em test pin, chứ cùng một lúc test mà để một bên này thì ong hết thủ, nhức hết đầu. Đấy, bác nào có yêu thích cặp nào thì xin mời liên hệ với em. Em xin chào và cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều. Thì nhân đây em cũng cảm ơn tất cả các bác đã ủng hộ và theo dõi đăng ký cái kênh của em. Thì bác nào chưa đăng ký kênh của em thì em xin các bác một nút like, một nút subscribe để đăng ký cái kênh của em ạ.
Ở đây em còn cái mớ này nữa nha các bác nha, quên đấy ạ. Để sau này nó khuất chân loa bô 101 111 100 chân bô chính hãng nha các bác nha. Đấy ạ, chân loa chính hãng đấy ạ. Đấy, bác nào có yêu thích thì xin mời liên hệ với em, chân loa chính hãng nha các bác nha. Cái này thì trước em đã báo giá rồi, chân vuông thấp là hôm trước là em sale là còn 1,2 triệu đấy ạ. Chân tròn kia là em còn một cặp giá 1,1 triệu, chân vuông cao này là giá là 1,5 triệu nha các bác nha. Đấy, các bác nào có yêu thích món nào thì xin mời liên hệ với em. Em xin chào và cảm ơn tất cả các bác, chào từ nãy giờ hơi nhiều mà vẫn chưa kết thúc được cái video này. Em sẽ test cái bộ này, em sẽ hướng dẫn đầy đủ nha các bác nhé. Chào các bạn.